Tiếp tục đến với nội dung phim Phàm Nhân Tu Tiên, đội của Hàn Lập đã giao thủ với đám người của Hắc Sát 6. Hàn Lập lao tới tấn công cái kén của tên Hòa Thượng Thiết La vậy nhưng không làm gì được. Hắn nhận ra cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Trước tiên ngăn chặn Thiết La, sau đó đi giải quyết những người khác. Hắn nhanh chóng sử dụng gia pháp khí làm một chiếc chuông, đem chuông úp xuống chiếc kén kia, sau đó quay lại chiến trường. Tên tiểu vương gia thấy vậy liền hoảng hốt, gã hạ giọng xuống cầu xin tha thứ. Gã giới thiệu mình là con trai của Hình Vương, thất phái định ra quy củ không cho phép ra tay với vương tộc thế tục, mong Hàn Lập đừng làm sai. Hàn Lập lươn lẹo, đó là quy củ của thất phái định giam, chẳng liên quan gì tới hắn cả. Điều này cũng đồng nghĩa rằng Hàn Lập chỉ là một tán tu. Lão già Vương Ích thắc mắc, nếu đã là tán tu, vì sao lại muốn bước vào vũng nước đục này? Hàn Lập thẳng thắn, đánh nhau xem kết quả đi. Hai tên kia ngay vậy liền sử dụng tuyệt chiêu sát khí nhập thể hóa yêu. Tu vi theo đó tăng mạnh lên, chiến lực có thể sánh ngang trúc cơ sơ kỳ. Công pháp này làm Hàn Lập cảm thấy có chút thú vị. Hắn lấy ra phù bảo rồi tấn công liên tục. Hai người bên kia nhanh chóng phân tán bỏ chạy. Hàn Lập đuổi theo Vương Ích, còn tên tiểu vương gia thì được giao cho Mông Sơn Ngũ Hữu. Thấy Hàn Lập truy sát không rời, lão ta cảm thấy vô cùng tức giận, vậy nhưng không làm gì được. Lão giơ tay nhận thua, chỉ cầu mạng sống. Toàn bộ gia sản và bí mật mà lão biết đều có thể dâng lên. Vậy nhưng nam chính đâu dễ dàng chấp nhận như vậy được. Đây không phải trận tỉ thí. Hơn nữa, Hàn Lập và lão ta còn gián tiếp có ân oán. Lý do là vì lão đã sai người ra tay tàn sát Mặc Sa khiến cho Mặc phủ bị hủy, Mặc thầy hoàn cô nương phải bỏ nhà tha hương. Cứ tưởng là Hàn Lập cũng có ân oán với Mặc Sa nên lão ta vui mừng tưởng phen này thoát mạng rồi. Hàn Lập tiếp tục hỏi thăm về công pháp, lão ta nguyện ý dâng lên. Lời này đồng nghĩa rằng công pháp đó đang trên người Vương Ích, cho nên hắn liền không muốn phí lời nữa, giết chết lão thì hắn cũng sẽ lấy được. Nói rồi, Hàn Lập liền động thủ, lão ta một mực bỏ chạy, vậy nhưng cách biệt thực lực là quá lớn. Hàn Lập chẳng mất quá nhiều thời gian đã tiến đối thủ về đất mẹ. Xong chuyện, hắn liền quay lại rồi giải quyết nốt tên tiểu vương gia. Cứ tưởng tên này sẽ có chút khác biệt, vậy nhưng không, gã ta nhanh chóng bị bắt trói lại. Bởi vì cần phải tra hỏi nên tạm thời chưa để cho tên này chết được mà chỉ bắt sống. Ngay sau đó, Hòa Thượng Thiết La cũng hoàn thành xong quá trình biến đổi. Lão nhanh chóng phá vỡ chiếc chuông, Hàn Lập nhận ra lão ta giờ đây đã không còn xưng là người nữa rồi. Quả đúng là như vậy, thân thể lão giống như con thú, đằng sau mọc thêm đuôi sắc nhọn. Có thể dùng chiếc đuôi này để tiễn đối thủ về đất mẹp. Trạng thái này được gọi là yêu hóa, thực lực tăng từ trúc cơ sơ kỳ lên trúc cơ trung kỳ, đồng cấp với Hàn Lập. Và nhường xem bộ dạng của lão ta được cái lợi thế là da dày thịt béo, Hàn Lập nhanh chóng động thủ, dùng ra các loại phi đao, các kiểu tấn công và nhường đều bị ngăn cản. Thiết La chỉ cần đứng một chỗ tung nắm đấm đã khiến cho Hàn Lập bay ra ngoài, kết hợp thêm chiếc đuôi, tất cả phi thân của hắn đều bị tiêu diệt nhanh chóng. Chỉ có điều, nam chính lại có quá nhiều chiêu bài, dùng khôi lỗi cản chân sau đó vòng ra phía sau đánh lén, đạp cho lão một cước vào mặt, thân thể lao nhanh vào vách núi. Tuy nhiên, đối với một kẻ đã lên đầy đủ giáp khai lẫn giáp máu như Thiên La thì một cước kia không là gì cả, lão nhanh chóng lao ra ngoài rồi phản công. Hàn Lập sử dụng ngự kiếm quyết triệu hồi ra một thanh kiếm khổng lồ, định xin cho Thiết La một đường vào người. Đáng tiếc, ý định này không thành công, thanh kiếm nhanh chóng bị đánh tan, thân thể cũng bị đánh bay ra xa. Hắn nhận ra tên này ra quá cứng, pháp khí bình thường căn bản không thể làm tổn thương. Vừa hay có đám người Mông Sơn Ngũ Hữu giúp sức nên Hàn Lập có thời gian để vận phù bảo. Thiết La cố gắng lao lên ngăn cản vậy nhưng lập tức bị kéo ngược lại. Đám người Mông Sơn Ngũ Hữu vừa đánh vừa nhây, điều này làm cho lão ta điền tiết, liên tục bón hành cho cả đám. Cũng may là bọn họ tranh thủ đủ thời gian để Hàn Lập sử dụng ra phù bảo Bình Thiên Xích. Đây là phù bảo cấp cao, cho nên Thiết La nhanh chóng bị ăn tá hành vào mặt. Phù bảo như cơn mưa đổ xuống, Thiết La không còn cách nào khác là chấp nhận đau thương để bỏ chạy giữ mạng. Lần này có sự giúp sức đến từ Mông Sơn Ngũ Hữu nên mới thành công. Nhìn thấy bọn họ bị đánh nằm sấp mặt, Hàn Lập cũng tỏ ra chút thành ý, lấy một lọ đan dược khôi phục thương thế. Cả đám thấy vậy liền vui mừng như bắt được vàng. Hàn Lập tiến lại gần phế tích kiểm tra, thì ra lão già kia đã chủ động chặt tay nhằm có thể chạy trốn thành công. Cũng may Hàn Lập đã để lại ấn ký trên người lão nên tùy thời có thể truy vết. Về phần tên tiểu vương gia, gã ta thải chết chứ không chịu mở miệng, cho nên Hàn Lập chỉ có thể sử dụng mê hồn thuật thăm dò. Tin tức lưu trong khí ức dẫn hắn đến hoàng cung, ở bên dưới lòng đất có một cái địa đạo. Hắn không ngờ hang ổ tà giáo vậy mà lại ở dưới hoàng cung, ngay cả vua một nước cũng biến thành con rối. Thảo nào thất phái không hề hay biết. Ở giữa trung tâm có ghi công pháp huyết tế, như vậy xem ra bọn chúng bắt nhiều tán tu như vậy chính là để thực hiện huyết tế tà pháp. Có thể trong âm thầm tạo ra trang cảnh lớn như vậy, hắn rất tò mò muốn biết vì hắc sát sáu chỗ đó rốt cuộc là ai. Thăm dò xong, tên tiểu vương gia liền uống thuốc độc tự tử, hiển nhiên là gã ta sợ bị truy cứu trách nhiệm. Lần này động tĩnh quá lớn, Hàn Lập biết không còn lừa gạt được bọn chúng nữa.
Cũng may trước đó, đều là để mông Sơn Ngũ Hữu lên trước, công pháp lại dùng thứ đồ ngoài trộn nên nhìn không ra manh mối. Như vậy sẽ không liên lụy tới Tần Phủ, trước mắt tạm thời yên lặng cho theo dõi tình hình, rồi đợi viện quân tới rồi tính sau. Mai táng dọn dẹp xong xuôi, đám người mông Sơn Ngũ Hữu lấy được khá nhiều linh thạch, bọn họ không dám nhận nên nhanh chóng giao cho Hàn Lập. Hàn Lập cũng không muốn nhận ân huệ nên lập tức lấy ra thảo dược cùng pháp bảo, mỗi người hai món. Hắn năm đó cũng xuất thân tán tu nên hiểu rõ nỗi khổ của tán tu, chuyện tiếp theo vô cùng hung hiểm, không phải người như bọn họ có thể ứng phó, cho nên mấy món quà này coi như là quà từ biệt. Cả đám nghe vậy liền tỏ ra đáng tiếc, vốn dĩ còn muốn cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, đánh đuổi hết đám tà giáo này. Vậy nhưng Hàn Lập không đồng ý, trước đó mọi người đã xuất đầu lộ diện rồi, nếu tiếp tục ở lại kinh thành sẽ gặp nguy hiểm. Hắn đã chuẩn bị đủ đan dược cho mọi người đủ sức đột phá lên tới trúc cơ. Hy vọng rằng bọn họ tìm nơi tạm lánh sóng gió bế quan đột phá. Lời đã nói xong, ý cũng truyền đạt, Hàn Lập liền nhảy lên thuyền rời đi. Về phần Tiền Thiết La, lão ta ôm theo cục giận quay về, vừa bị đánh cho sấp mặt. Về đến nơi lại phải nghe lão già đang yêu huyết thị mỉa mai chế giễu, thì là tức lắm vậy nhưng không làm gì được. Tiến vào bên trong, hắn lại nhận thêm ánh nhìn khinh thường đến từ hai thiên huyết thị khác. Gã bí ẩn ngồi đằng sau tấm rèm chính là chủ nhân của bọn họ, cũng là trùm cuối. Thiên La đem mọi chuyện kể lại, phân đà ngoài thành là vương hộ pháp. Tiểu vương gia đều đã rơi vào tay kẻ địch, lão xin được trách phạt. Kẻ đầu sau nghe về cũng không truy cứu trách nhiệm. Hắn ta cho rằng người có thể làm được chuyện này nhất định không phải hạng tầm thường. Phần lớn là vì hai người kia ngày thường quá mức rêu rao. Thiên La cho biết, thực lực kẻ mà lão đụng đồ không thể coi thường, đã sử dụng ra bí pháp yêu hóa mà vẫn không chiếm được lợi thế. Tứ Mậu chỉ như 20 tuổi, vậy nhưng đã là trúc cơ trung kỳ, một thân sở học rất phức tạp, thể thuật, pháp thuật hay ngự kiếm đều có chút thành tựu, pháp khí cũng không ít, đặc biệt là còn biết điều khiển khổ lỗi. Về phần lai lịch, hình như vương hộ pháp biết được điều gì đó, đáng tiếc là chưa kịp nói ra thì đã bị bỏ mạng trong tay địch. Dựa vào yếu tố sở học lẫn lộn, Thanh Văn huyết thị suy đoán, xem ra không giống người của thất phái hoặc ma đạo. Còn điều khiển khổ lỗi thì chắc là thuộc thiên trúc giáo vùng Tây Cực. Vậy nhưng bọn hắn vì sao lại nhúng tay vào chuyện này? Thiên La bổ sung, tên đó có thể đồng thời điều khiển nhiều pháp khí và mấy con khôi lỗi, lại còn rất thành thạo điều luyện, thân hồn mạnh mẽ. Ngoài ra còn giải trừ mấy cái huyết chú cấm chế trên người tán tu luyện khí kỳ của đám người Mông Sơn Ngũ Hữu. Đang yêu tỏ vẻ khinh thường, phần nhiều có lẽ là tán tu từ ngọn núi nào nhảy xàm. Hắn ta quay sang khiêu khích, chẳng lẽ là do Thiên La bị đánh nhiều quá khiến đầu óc ngu ngơ, cảm thấy mất mặt nên ở đây nói linh tinh. Bị sỉ nhục như vậy, lão ta cũng định đứng dậy dạy cho đặng yêu một bài học, vậy nhưng chưa kịp có trận chiến nào thì đã bị ngăn lại. Thanh Văn chủ động muốn đi ra thăm dò, bắt giữ tên kia lại. Tên đầu sò đánh giá, kẻ có thể khiến Thiết La đánh giá như vậy, xem ra thực sự có bản lĩnh, không thể khinh địch được. Nếu dòng trống khuôi trương hành động sẽ khiến thất phái và ma đạo chú ý tới, không bao lâu nữa hắn ta sẽ xuất quan. Bây giờ chỉ cần chờ đợi thêm chút thời gian rồi hãng tính toán. Không ngờ thực lực kẻ đầu sò này đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là bước vào hàng ngũ kết đan kỳ. Hắn phân phó cho ba tên huyết thị lùi xuống, còn Thiết La thì được ở lại. Hắn ta sẽ đích thân trị thương cho lão ta. Cùng lúc này, tình hình chiến đấu của thất phái và ma đạo vẫn đang rất căng thẳng. Sau nhiều ngày không thấy tin tức của Đồng Huyền Nhi, Hồng Phất Trường Lão vô cùng sốt ruột. Lý Hóa Nguyên đem chuyện ở tiền tuyến nói ra, tình hình không chút khả quan nào. Mấy ngày nay đám nhãi con ma đạo liên tục tăng binh, phòng tuyến của thất phái ngày càng mỏng. Tiếp tục như vậy, không chừng sẽ bị đột phá bất cứ lúc nào. Mấy ngày nữa Thanh Hư Môn cùng Linh Thú Sơn sẽ đến đây hội họp. Bởi vì tâm trạng của Hồng Phất không tốt lắm, cho nên việc chỉ huy chiến sự đều được giao cho Lý Hóa Nguyên. Lão nhớ đến Hàn Lập, nơi này chiến tranh loạn lạc, tạm thời đừng trở về cũng tốt. Từ đây thì tập phim đã hết rồi, hẹn gặp lại mọi người ở lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.